chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ chúng tôi lại trở lại với quý vị và chương trình Người Việt Luật Mỹ. Mà quý vị có thể tiếp tục gọi Đài vào đài qua các số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714 893 3264. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Dạ, dạ tôi luật sư Liêm à, tôi nghe đây. Dạ có phải luật sư Liêm không ạ? Dạ phải, dạ phải. Dạ chào, phải. Luật sư ạ. Dạ, chào em. Dạ chào luật sư. Ạ. Dạ. Dạ, thưa luật sư tôi có một câu hỏi. À, có một luật sư người Mỹ có lên trên đài Việt Nam nói chuyện thì À, luật sư nói về luật gia đình mà luật sư Mỹ đó nói là nếu mà có cái Facebook hai vợ chồng mà có Facebook lúc ly dị á thì ông tòa sẽ có thể hỏi à, về những cái thông tin ở trên Facebook đó và đó là điều bất lợi cho lúc ly dị của hai vợ chồng như vậy thưa luật sư có đúng không ạ à? và tại sao lại bất lợi à, <cười> à <cười> như thế này à, bởi vì Facebook Twitter hay là email đó là những cái uh, media mà nó communicate thì yeah. không không phải là ông tòa hỏi mà chẳng hạn trong cái ly dị đó có thể cái người đối phương tế hiệu chiêu dụ như là người vợ hay người chồng của mình họ có thể dùng những cái bằng chứng để mà có thể là bất lợi cho mình thí uh, uh, dụ như là Uh, thí dụ hai vợ chồng thí dụ đặt cái vấn đề Thí dụ như là cái nhà Là là Cái nhà đó là Có phải chia hay không Thì nếu mà trong những cái media của mình Hoặc là Facebook Hay là Twitter Hay là email tôi không có <laughs> dùng cái đó nhiều Nhưng mà sau này nó gọi là social media đó Nếu mà mình Có những cái đó mình khoe ô uh, Cái nhà này à, chẳng hạn đó là nhà của à, à, hai vợ chồng cùng à, mua cùng đứng rồi sau đó chụp hình để mà ăn tân gia cái nhà mà bây giờ trong cái đơn ly dị mình nói ô cái nhà không phải đi nhà của tôi nhà riêng của tôi thì đương nhiên cái ông chồng mình cũng có thể ông dùng những cái bằng chứng đó để mà họ à, nói là mình để chứng tỏ rằng đó là cái tay nhà của hai người cái việc mà trong cái Facebook ấy, hay là những cái mà social media đó thì thường thường sau này đó không những trong vấn đề lý dị mà ngay cả trong vấn đề hình sự hay là cái vấn đề à, về bảo hiểm tai nạn xe cộ lấy thí dụ thí dụ trong cái tai nạn xe cộ mà nói Ồ sao cái tai nạn á thì tôi bệnh hoạn tôi không có đi đứng gì được chẳng hạn tôi phải à, you như know, nào đi bác sĩ rồi tôi có những cái sinh hoạt về à, thể thao mà tôi không có thể tham dự được thì trong cái thời gian mà mình nói mình bị như vậy đó thì mình lại lên facebook mình khoe là mình vừa mới chạy marathon hay là mình exercise gì đó thì khi đó mà mình làm claim như vậy thì bảo hiểm nó biết nó có thể dùng những cái hình ảnh những cái bằng chứng như vậy để nó nói là mình nói láo và nó có thể dùng để mà nó có thể uh, như know, uh, ngược lại cho mình thành ra nó là như vậy yeah chứ không phải là ông tòa ổng có không mắc mới gì mà ổng kiếm lên Facebook để mà ổng quyết định đâu thường đó nói chung thì những cái dữ kiện hình ảnh hay lời nói hay là cái bằng chứng gì đó ở trên Facebook chỉ là một trong những cái bằng chứng mà bên đối phương họ có thể dùng ngược lại cho mình thành ra vì vậy đó cái phần ly dị á, à. ví dụ như là hai vợ chồng mà ly dị lại lại À, không có không có không có bất lợi cho mình vậy tại sao lại bất lợi thưa luật sư thí dụ tại vì có chưa phải là có chứ bất lợi chứ lý do thế này lấy thí dụ nha mình nói đó là ok hai vợ chồng tôi đó là đã separated rồi đã không ở với nhau nhé à? từ 1 tây tháng 8 năm 2015 thế nhưng mà trong cái uh, Facebook mình lên hình ảnh chụp hình đó thì mình lại chụp hai người chẳng hạn có dự tiệc rồi ôm um, ấp yeah. với nhau chụp hình mà cái date đó, đó là chẳng hạn một tây tháng 10 của 2015 thì nhiều khi Vậy trong sao? cái đơn ly dị ngày đó bất, đó, bất lợi chớ tại gì vì giờ, à? yes tại vì đó cái ngày cái trong cái đơn ly dị đó cái ngày mà separation đó, nó rất là quan trọng tại vì trước cái ngày separation đó, thì những cái Uh, tài sản tậu được hay là những cái nợ mà có tờ nợ chung và tài sản chung nhưng mà sau cái ngày separation đó thì là nợ cũng như là tài sản là riêng đồng thời cái ngày separation nó cũng xác định được nó cũng quyết định được là cái thời gian hai người lấy nhau bao lâu ok yeah. có những người họ nói ô tôi separated tuy là họ mới follow ly dị ngày hôm nay là 7 tháng 10 mà nó ô tôi cách đây 2 3 năm lợi chồng tôi đã không ăn ở với nhau đã không đã separated với nhau. Ok. Yeah. Tại sao họ làm như vậy để họ có thể giảm cái thời gian mà có thể phải trợ cấp cho cái người phối ngẫu. Thành ra đó nói chung đó thì như tôi nói không, có lợi không... lên Facebook hay là email rồi không có lợi cho Dạ yeah, không không phải là hoàn không có lợi nhưng mà có có những nếu có nó đưa ra có những cái bằng chứng mà nó ngược lại thì yes có thể không lợi cho mình Ok à, Vậy là tốt nhất là không nên ha? thưa luật ừ. sư, không nên mở facebook không, hay là email Dạ hả? nên cẩn thận Thì thôi mình nên cẩn thận à. Tại vì thường thường à. mình lên facebook mình hay khoe này mình khoe kia rồi tôi là... Giống như tôi mới à, nói đó Ông ông tòa có ừ. thể là đòi, đòi hỏi Không, mà... không phải ông tòa không có đòi hỏi mà cái người đối phương của mình Họ có thể à. dùng những cái hình ảnh hay là những cái Bằng chứng ở trong facebook Hay là email à. để mà có thể chống lại mình chống lại mình dạ yeah, dạ yeah. yeah. ok ok dạ yeah, cảm ơn không có, em. Nhiều à. yeah, em. Okay. <laughs> không có chị em à. dạ yeah, rất là rõ ok không có chị em dạ bye bye dạ, yeah, chào luật sư chào à. yeah, em hello giờ yeah, chúng ta nghe đây hello dạ yeah, tôi luật sư liêm tôi nghe đây à, yeah. à thưa, luật sư à thưa luật sư cái từ cái tiền mà giờ yeah, dạ, thưa luật sư cái tiền hưu trí tức là cái tiền benefit của mình á yeah. nhưng mà cả vợ cả chồng mà qua đời rồi ấy, thì con cái được lành tiếp à <laughs> cái đó tùy theo à, tùy theo cái điều thứ nhất tùy cái hưu trí gì. Nếu là cái tiền Social Security đó thì vợ hai chồng đó thường qua đời con cái không được lãnh trừ khi trường hợp lấy thí dụ ông chồng qua đời mà người con đó dưới 18 tuổi có 16 tuổi thôi thì yes họ cái người con có đề được hưởng theo cái người bố. Ok. Còn đối với những cái 401k đó, đối với những cái IRA đó thì yes, nếu mình qua đời thì những cái người thân mình vẫn có thể được hưởng cái tiền trong cái IRA trong cái ban của mình. Ok, nhưng mà cái 401k đó thì nó lại tùy thuộc vào những cái plan của từng hãng để nó quyết định coi như thế nào. Thì tôi nó nó tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, mình không có thể nói là chung được nhé. Yeah. Dạ. Yeah tùy theo cái hưu trí của mình là cái plan của mình đó là từ đâu? Từ của chính phủ, từ của tư nhân hay là của riêng của mình. Ok. Dạ. cái tiền hưu trí mà ở luật Hello. thưa luật sư cái tiền cái tiền hưu trí là làm 10 năm ạ. Ok, làm 10 năm tức là ông nói của chính phủ. Ok. Nếu mà của chính phủ á, tức là cái tường social security đó thì với cái tiền mà làm trên 10 năm á thường mình qua đời cái người vợ hay chồng mình có thể được hưởng nhưng mà con á, thì sẽ không được hưởng trừ cái trường hợp là nếu con mình là còn nhỏ tuổi thì cháu có thể được hưởng cho đến khi nó tới trưởng thành tức là từ 18 tuổi ok dạ yeah, cảm ơn ông hello giờ chúng tôi nghe đây hello về xin hỏi văn phòng luật sư liêm không dạ tôi là luật sư liêm đây anh có thể đặt câu hỏi ờ À, tại vì em vợ lãnh vợ với con em ở Canada qua được 6 năm rồi. À. À, con em có với vợ em có quốc tịch Canada đó. Dạ. Yeah. Bây giờ em muốn vợ em thi quốc tịch Mỹ có giữ được quốc tịch Canada không ạ? Có... Dạ, yeah, tôi nghĩ chắc giữ được. Tôi nghĩ là giữ được chứ không có thành vấn đề tại Mỹ không có bắt mình phải từ chối, từ bỏ cái quốc tịch uh, thứ hai của mình. Tuy nhiên đó, đương nhiên khi mình vào quốc tịch Mỹ là mình vẫn phải tuyên thệ là mình trung thành với nước Mỹ thôi. Yeah. vậy con còn nếu mà vợ em đi làm ở đây rồi có đóng thuế Canada không? luật sư liên <laughs> cái đó là tùy cái đó tôi không có làm ở Canada thì nó có thể nó tôi không biết cái luật ở bên Canada nó require như thế nào yeah. yeah. um, yeah. nhá dạ, đối với và yeah, cái đó ông phải hỏi cái mấy người làm thuế bên Canada coi họ làm nhưng mà tôi thường tôi nghĩ đó là mình làm cái lợi tức nó xuất phát ở nơi đâu thì mình sẽ đóng thuế ở nơi đó. Thành ra nếu cái nguồn lợi tức của vợ của ông là từ bên Mỹ thì ông chỉ giờ ông chỉ phải đóng thuế bên Mỹ mà thôi, ok? Dạ, dạ. Dạ. Còn nếu mà có phải đóng thuế ở Canada bởi vì muốn giữ cái cái citizenship ship dân dân, cái requirement nó như vậy, thì nếu mà có phải phải mà khai thuế thì tôi nghĩ vẫn phải thường cái vẫn phải cho cái credit những cái thuế mà giờ ông đã đóng ở bên Mỹ tại vì đó cái nguồn mà lợi tức đó, xuất phát từ bên Mỹ chứ không phải từ Canada, ok cũng như ngược lại chẳng hạn ông ở bên uh, ông ở Mỹ bây giờ ông về Việt Nam hay về một nước khác ông đi làm thì đó đương nhiên đó nó có những cái luật để chẳng hạn trong thời gian đầu một vài năm đầu có thể ông phải đóng thuế sau khi ông đóng thuế sau khi mà ông phải đóng thuế đó lợi tức mà từ bên thí dụ ông làm Việt Nam đi thì đó nếu mà ông phải đóng ở bên việt nam cái số thuế nào thì ông sẽ được credit đó khi mà ông đóng phải đóng cái thuế bên mỹ ok dạ yeah. yeah. ok dạ yeah. yeah. cảm ơn ông yeah. ha dạ yeah. cảm ơn dạ uh, yeah. không yeah. có gì yeah. đến đây thì chúng tôi lại phải tạm ngưng để đài trả phần quảng cáo thương mại thành ra quý vị còn chờ đường dây tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình và chúng tôi vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị